Thân chào các bạn đã cùng trở lại với Lim Jim Art Channel. Tôi là Lim Jim và chúng ta đang ở trong khóa học 30 phút Digital Painting dành cho người nhập môn. Trong bài học thứ 11 lần này thì chúng ta sẽ cùng được học cái cách tiếp cận dễ dàng nhất và hiệu quả để chúng ta có thể xây dựng cái khối cơ bản trên gương mặt của nhân vật thông qua cái giải phẫu cơ bản. Và thông qua bài học này thì các bạn sẽ chắc chắn là có thể tìm hiểu và dễ dàng áp dụng những cái kiến thức ngày hôm nay cho tất cả những cái gương mặt nhân vật mà các bạn sẽ định hình sau này. Nào, chúng ta sẽ cùng bật phần mềm và thực hành cùng với Lim Jim nha. Và trước tiên, trong nửa đầu của cái video ngày hôm nay thì Lim Jim sẽ cùng với các bạn chúng ta đi lại cái con đường, cái process mà chúng ta tạo lập lên cái phần đầu của nhân vật nha. Và trong cái video lần này thì Lim Jim sẽ dành một cái phần thời lượng khá là dài để giúp các bạn chúng ta sâu chuỗi lại, hình dung lại cái cách để chúng ta có thể xây dựng cái phần đầu nhân vật này theo một cái giải phẫu cơ bản, đúng không ạ? Thì Lim Jim sẽ cố gắng duy trì ở một cái tốc độ khá là phù hợp để các bạn có thể tiện theo dõi. Và nếu các bạn xem đi xem lại cái video này, chúng ta sẽ có thể nắm được cái cách để chúng ta xây dựng cái phần sketch dành cho phần đầu của nhân vật của chúng ta đối với nam và nữ nha. Trong phần này thì Lim Jim cũng hy vọng rằng các bạn có thể ghi nhớ rằng chúng ta sẽ không nên sử dụng những cái reference, có nghĩa là những cái bức tranh mẫu cho những cái nhân vật chúng ta. Nó là những cái điều không cần thiết. Lim Jim hiểu rằng là các bạn cần cái hình mẫu, cần những cái tham khảo để chúng ta có thể tạo ra cái nhân vật chúng ta, nhưng đây chưa phải là lúc. Chúng ta cố gắng bám sát vào cái anatomy, có nghĩa là cái giải phẫu mà Lim Jim đã hướng dẫn chi tiết ở một cái bài học khác của cái khóa học này, đang có link ở trên phần phía bên trên nha. Các bạn có thể click vào đó để chúng ta xem lại phân biệt cái cách tạo hình sketch, đặc biệt là sketch dành cho phần đầu của nhân vật nam và nhân vật nữ, kể cả là nhân vật trẻ em nữa, nó sẽ khác nhau cơ bản như thế nào thì các bạn có thể xem lại nhé. Và chúng ta sẽ mặc định để chúng ta tạo ra những cái nhân vật ngẫu nhiên của chúng ta. Thì khi mà chúng ta tạo ra được những cái nhân vật ngẫu nhiên này mà nhìn được thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái kỹ năng của chúng ta sẽ được cải tiến khá là nhiều. Jim thấy rằng nhiều bạn có cái cách thực hành ngược, đó là chúng ta hay copy một cái nhân vật ở đâu đó, chúng ta vẽ sao cho nó giống hệt. Thì đấy không phải là cái cách mà Jim hướng tới các bạn. Đó không phải là một cái cách để chúng ta có thể học logic, mà đó chính đơn giản chính là chúng ta copy lại cái tranh của ai đó thôi. Thì nếu chúng ta, giả sử chúng ta không có reference, không có một cái bức tranh mẫu trong trường hợp đó, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta tạo ra những cái nhân vật mới của riêng chúng ta. Các bạn có hiểu không ạ? Thì chính vì vậy thì chúng ta sẽ cố gắng nắm được cái tinh thần và cái cách để chúng ta có thể diễn đạt những cái bộ phận khác nhau trên gương mặt. Và bằng cách đó, khi các bạn master nó, khi các bạn hoàn thiện được nó, thì các bạn sẽ có thể tự tin xây dựng những cái nhân vật theo cái tính cách của các bạn mà không phụ thuộc vào những cái hình mẫu có sẵn. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi và song song giữa video này và cái video trước đã có trên cái khóa học này, để chúng ta có thể có thêm những cái cách và những cái kỹ thuật tiếp cận đối với cái hình phần đầu của nhân vật nha. Đối với phần quản lý layer trong cái sketching phần đầu của nhân vật này thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta vẫn sẽ tuân theo cái những cái layer mà Lim Jim đã hướng dẫn các bạn nha. Chúng ta vẫn sẽ có những cái bản draft, những cái bản loose sketch, là chúng ta sẽ định hình những cái khối, những cái bộ phận riêng có trên cái gương mặt của nhân vật, sau đó chúng ta sẽ phát triển lên, đúng không ạ? Thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ có 3 layer chính, đó là layer loose sketch, là cái layer giống như draft, bản nháp của chúng ta vẽ định hình lại những cái bộ phận. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái bản sketch, là những cái phần định hình rõ hơn cái tính cách của nhân vật. Và cuối cùng là chúng ta dùng line art để chúng ta thể hiện những cái nét nó chi tiết cho nhân vật. Tuy nhiên, trong cái quá trình mà chúng ta thực hành ấy, thì các bạn ghi nhớ rằng phần mềm Photoshop là một cái rất là lợi thế, đó là chúng ta có thể tạo bao nhiêu layer tùy thích. Chính vậy thì Lim Jim khuyến khích rằng các bạn sẽ tạo nhiều cái layer chồng với nhau để chúng ta vẽ sao cho khi nào nó đạt được cái mức tối giản là 3 layer, là chúng ta sẽ cái khả năng năng lực của chúng ta sẽ nâng cao khá là nhiều trong cái phần này nha. Rồi,
các bạn có thể hình dung đây chính là cái layer loose sketch và layer sketch mà chúng ta sẽ vẽ nè trên cái nhân vật của chúng ta nhá. Rồi các bạn có thắc mắc rằng là khi chúng ta vẽ những cái phần này trên cái nhân vật này, Limzin có bao giờ thể hiện nó trên cái giấy hay không và bằng bút hay không, thì Limzin sẽ trả lời các bạn rằng là Limzin thường xuyên sử dụng bút chì và giấy nhá. Limzin thì có rất là nhiều những cái quyển tài liệu, những cái tờ giấy để chúng ta có thể vẽ phác nhân vật trên trên đó. Thì đối với các bạn làm cái digital painting, các bạn sẽ thấy rằng là có một cái sự thật, đó là chúng ta sẽ không thể thay thế cái việc vẽ bằng tay được, đúng không ạ? Tuy rằng là phần mềm nó có một cái tính hiệu quả nhất định, chúng ta có thể vẽ thể hiện rất là nhiều, chúng ta có thể xóa đi làm lại, nhưng cái cảm giác vẽ tay nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác song song mà nó khó diễn tả, mà không thể thay thế được. Chính vậy thì Limzin thường xuyên là vẽ trên giấy nha. Thì đối với các bạn vẽ trên giấy thì các bạn cũng sẽ lưu ý rằng là chúng ta cũng có thể áp dụng được cái cách mà Limzin đang hướng dẫn đối với cái phần giải phẫu và cái phần sketching này. Chỉ lưu ý rằng là các bạn có thể sẽ phải sử dụng cả bút bi nước, bút có thể bút bi chuyên dụng và bút chì. Cái phần bút chì thì chúng ta có thể vẽ, sử dụng cái bút chì mềm chúng ta sẽ vẽ trên giấy, đó chính là cái phần loose sketch của chúng ta. Sau khi chúng ta hài lòng, chúng ta có thể sử dụng cái bút chì có độ đậm cao hơn, khoảng 6B, 8B gì đó, chúng ta sẽ vẽ lại nhân vật chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi line art bằng cái bút mực, đúng không ạ, hoặc là bút bi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau đó chúng ta có thể sử dụng tẩy và xóa đi cái bút phần bút chì, và chúng ta có thể hoàn toàn tự tin là scan cái bản đó vào và chúng ta sẽ vẽ lại. Thì đó chính là một cái quy trình mà rất là nhiều cái họa sĩ, đặc biệt là họa sĩ Nhật Bản, vẫn tuân theo cái quy trình khá là truyền thống như vậy, và Limzin thấy rằng nó vẫn rất là hiệu quả nha. Nhân tiện đây thì Limzin cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn, các thành viên của Limzin về cái cảm nghĩ của mình trong quá trình xây dựng khóa học này, cũng như là những cái bài học riêng biệt. Thì đối với các bạn có thể chưa hình dung ra, nhưng đối với những cái người làm YouTube như Limzin thì với để có được một cái khóa học 30 phút như thế này, một cái bài giảng 30 phút như này, thì Limzin cũng cần phải biên tập rất là mất thời gian và lồng tiếng nữa. Có những video chúng ta sẽ phải làm đi làm lại khá là nhiều lần, bởi vì đơn giản Limzin tâm niệm rằng là những cái video chia sẻ cho cộng đồng dù là miễn phí nhưng cũng phải đạt được cái chất lượng nhất định, và phải có một cái cách tiếp cận khác với những video khác, cũng như làm sao cho những cái thành viên của mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng follow theo. Chính vậy thì có những cái video mà Limzin sẽ phải mất khá là nhiều thời gian để biên tập, và đây chính là một trong những video kiểu đó. Thì gần đây thì Limzin thường xuyên sử dụng một cái tính năng mới trong YouTube, đó là tính năng cộng đồng. Thì đây chính là cái tính năng của YouTube mà Limzin muốn các bạn chúng ta chú ý đến. Thì chúng ta sẽ chỉ cần vào trang chủ của YouTube, chúng ta gõ cụm từ là Limzin hoặc là Limzin Art Channel, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm thấy kênh của Limzin. Sau đó, sau khi chúng ta vào được kênh của Limzin, chúng ta sẽ thấy rằng ngoài những cái tab chính như là trang chủ, video, nơi mà Limzin show những cái video của mình, thì nó có một cái tab, đó là tab cộng đồng, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ click vào cái tab cộng đồng này. Đây chính là nơi để chúng ta sẽ phản hồi và chúng ta đặt những câu hỏi cho Limzin, cũng như là gợi ý cho Limzin thêm những cái ý tưởng để phát triển thêm những khóa học dành riêng cho các bạn trong tương lai, và hoàn toàn miễn phí nha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy rằng nó cũng sẽ có một số cái quà tặng mà Limzin chia sẻ cho các bạn trong này. Chính vậy thì Limzin hy vọng rằng các bạn cũng sẽ sử dụng cái tính năng này và follow cũng như là tương tác nhiều hơn với Limzin để chúng ta có thêm những khóa học hay hơn trong tương lai nha. Rồi và trở lại với cái phần dựng hình của chúng ta, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã gần đi đến những cái bước cuối cùng để xây dựng cái sketch dành cho phần đầu của nhân vật nam và nhân vật nữ. Các bạn cũng có thể thấy rằng là vì là chúng ta sẽ cần tham khảo sâu đối với những cái bộ phận khác khó hơn như là bộ phận tóc, thì vậy thì Limzin quyết định để cho nhân vật chúng ta không có tóc, để chúng ta có thể dễ dàng xử lý và dễ dàng nhìn thấy những cái phần khối được nổi hơn trên những cái phần đầu của nhân vật này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng hoàn thiện nốt những cái chi tiết cuối cùng trước khi vào cái phần chính mà Limzin hướng dẫn cho các bạn.
cái kỹ thuật ngày hôm nay để chúng ta phân biệt đối với cái giải phẫu cơ bản trên gương mặt của nhân vật nha. Rồi và như vậy là chúng ta đã hoàn thiện thành công cái phần sketch dành cho nhân vật nam và nhân vật nữ của chúng ta. Đây thì chúng ta sẽ cùng sử dụng một cái phần đầu của nhân vật nam và Lim Jim sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật quan trọng cho ngày hôm nay để giúp các bạn phân biệt được rằng những cái phần cần chúng ta nổi khối trên gương mặt của nhân vật này nhá. Hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát những cái bộ phận riêng của gương mặt này và ở phía dưới của nó chính là cái phần giải phẫu cái phần xương của phần đầu này. Các bạn có thể thấy ở đây và Lim Jim cũng chiết xuất nó ra thêm một cái phần đầu nữa, một cái phần xương nữa ở cái layer bên cạnh để chúng ta có thể quan sát độc lập nha. Đây chính là cái phần xương của nhân vật này. Đó, các bạn có thể thấy rằng là dựa vào phần này thì chúng ta có thể thấy được dễ dàng những cái phần lồi và phần lõm trên cái cơ của gương mặt đúng không ạ? Cái phần lồi và phần lõm này nó phụ thuộc chính vào hai phần, đó chính là phần cái phần xương mặc định của nhân vật và phần thứ hai đó là phần thịt. Khi chúng ta có cái phần mô cơ đắp vào nhân vật thì nó cũng sẽ làm cho nhân vật này có những cái phần khác biệt đúng không ạ? Và cái phần này thì Lim Jim cũng đã giới thiệu một lần thông qua một cái khóa học 10 phút dựng hình nhân vật đối với cái gương mặt chúng ta. Khi chúng ta quay những cái góc khác nhau, các bạn có thể tìm thấy đường link đang xuất hiện trên màn hình và chúng ta sẽ theo dõi nó nhé. Bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng Lim Jim đang sử dụng cái bút màu đỏ để chúng ta sẽ nhấn mạnh vào những cái vị trí mà trên cái phần xương của nhân vật nó là cái phần lõm nha. Thì các bạn thấy rằng là đối với những cái phần ví dụ như là cái phần xương hàm hai bên này thì đây chính là một cái phần mà nó sẽ lõm sâu ở phía trong đúng không ạ? Thì chúng ta có thể quan sát cái phần xương của nhân vật, hộp sọ của nhân vật thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là phần trên là nguyên một cái phần quả cầu này, cũng giống như là những cái gì mà chúng ta vẽ đối với phần loose sketch đúng không ạ? Và cái phần dưới thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát được là đâu chính là những cái phần lõm của nhân vật. Đây chính là cái phần xương nha. Rồi thì tiếp theo khi chúng ta đắp cái phần mô của nhân vật vào cái phần mặt này thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta không vẽ một cái gì xa xôi cả. Các bạn có thể chạm ngay vào gương mặt của mình để chúng ta biết rằng là những cái phần nào chính là những phần lồi chính trên gương mặt. Và nguyên tắc của chúng ta sáng tối đó chính là Lim Jim đã giới thiệu rất là nhiều lần trong khóa học này rồi đúng không ạ? Đó là, xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần lồi chính là cái phần mà nhận được nhiều ánh sáng hơn. Chính vậy nó sẽ có xu hướng là sáng hơn trong cái sắc tố da của nhân vật. Ngược lại thì những cái phần lõm chúng ta sẽ phải tô cái phần tối hơn đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc đó để lát nữa chúng ta sẽ đi vào phần thực hành và chúng ta sẽ chia màu nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái bút màu xanh để chúng ta sẽ giúp các bạn phân biệt những cái phần lồi trên gương mặt của nhân vật đúng không ạ? Gồm có hai xương má này, đó là phần cheekbone là chúng ta sẽ thấy lồi nhất. Tuy nhiên đối với những nhân vật khác nhau cũng sẽ có phần lồi riêng đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ thấy rằng là đó, nó có một cái phần lồi rất là lớn, đó là cái phần trán của chúng ta đúng không ạ? Rồi thì đây chính là cái set chung thôi nhá, còn tùy những nhân vật nó sẽ có những cái khác biệt. Tuy nhiên đây chính là những cái phần mà không thể thay thế được. Các bạn có thể chúng ta sẽ chạm vào gương mặt chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái phần lồi và phần lõm này nó đã thể hiện vào đây và không thể thay thế được đúng không ạ? Thì đó, chúng ta sẽ phần nhớ và xem lại cái phần hướng dẫn này một lần nữa. Thì Lim Jim sẽ nghĩ rằng các bạn sẽ làm quen với những phần lồi và phần lõm trên gương mặt của nhân vật. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ trực quan nhất là chúng ta sẽ chạm vào gương mặt và chúng ta sẽ nắm những cái bộ phận riêng trên gương mặt của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng là đâu chính là những cái bộ phận mà nhận được nhiều ánh sáng khi ánh sáng chiếu vào, đúng không ạ? Thì thông qua cái giải phẫu cơ bản của xương cũng như là thông qua cái hướng ánh sáng cơ bản nhất thì Lim Jim nghĩ rằng bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với cái cách tiếp cận và sẽ sử dụng nó để chúng ta sẽ tô khối được dễ dàng hơn đúng không ạ?
Rồi bây giờ thì Liêm Diêm cần với các bạn là chúng ta sẽ sử dụng một cái sắc tố màu trung tính nhá, đó chính là cái màu xám, đúng không? Chúng ta sẽ tô cho nó một cái màu xám vào cái phần background của nhân vật. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ dựa vào những cái phần màu xám này, đúng không? Cái phần màu tối. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái giải màu từ đậm cho đến nhạt để chúng ta sẽ thể hiện, chúng ta sẽ giải thích cái phần khối của nhân vật thông qua phần đậm và nhạt nha. Các bạn sẽ nhớ lại cho Lim Jim là chúng ta sẽ chỉ có một cái nguyên tắc thông suốt, đó là ánh sáng chiếu vào những cái bộ phận và chúng ta sẽ thấy rằng là phần nào là lồi nhất thì sẽ nhận được nhiều ánh sáng nhất và nó sẽ có xu hướng là sáng hơn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sử dụng nhớ cái nguyên tắc như vậy. Và ngược lại, những phần nào tối thì sẽ là những phần lõm trên gương mặt chúng ta, nó sẽ nhận được ít ánh sáng hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thể sử dụng một vài cái màu ở đây, chúng ta có thể sử dụng 4 đến 5 màu gì đó tùy vào các bạn, càng nhiều màu thì càng chi tiết nha. Ở đây thì Lim Jim sẽ lấy ví dụ chúng ta sẽ có khoảng 5 màu nha, để chúng ta sẽ thể hiện cái mức độ sáng tối này. Rồi chúng ta sẽ cần một cái màu nữa ở phía giữa. Rồi, không biết là các bạn khi lên video thì có nhìn rõ những cái sắc tố này không. Chúng ta sẽ cần phân biệt nó từ xám cho đến xám đậm hơn nha. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng nó sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là Lim Jim sẽ cũng không sử dụng cái opacity nhiều, để chúng ta sẽ đảm bảo cái độ đậm nhạt nó trung thực nhất. Ở đây chính là chúng ta sẽ dựa vào cái giá trị màu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể khi chúng ta vẽ nhân vật thì chúng ta có thể thay thế cái màu xám này bằng rất là nhiều những màu khác thì đều có những cái hiệu quả tương tự. Rồi như vậy là chúng ta đã có sau một cái giải sắc tố của da. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng áp dụng nó cho những cái nhân vật chúng ta nhé. Và đây thì Nim sẽ giúp các bạn là chúng ta sẽ tô mẫu một cái nhân vật nam, là cái nhân vật khó hơn và góc cạnh hơn. Sau đó thì Lim Jim hy vọng rằng Lim Jim sẽ chia sẻ cái platform là cái background gồm có hai nhân vật sketch này, thì các bạn sẽ sử dụng cái cách tương tự để có thể tô màu cái sắc tố và cái độ đậm nhạt trên gương mặt của nhân vật nữ nhá. Lim Jim nghĩ rằng đó là cái cách hiệu quả nhất để chúng ta có thể thực hành. Và đối với gương mặt của nữ thì cái sắc tố nó cũng sẽ có cái độ đậm nhạt ít hơn, do nó không có nhiều góc cạnh, cũng không có nhiều những cái hốc ở trên mặt chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sử dụng nhá. Chúng ta sẽ cùng sâu chuỗi lại đối với cái phần nào mà nó có cái sắc tố, phần nào sắc tố nhạt là bắt đầu là sẽ có phần lõm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉ tô phần lõm trước nhá. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái màu khá là nhạt để chúng ta tô cho tất cả những cái vị trí mà chúng ta nghĩ rằng lõm nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ tô tất cả các vị trí lõm cho Lim Jim. Rồi, không phân biệt màu nữa. Rồi, chúng ta sẽ tô dần dần. Rồi, đây là hai hốc mắt, đúng không ạ? Những cái phần hai bên má và hai bên cánh mũi. Rồi, bên cạnh đó thì cái phần khóe môi, đúng không ạ? Đặc biệt là cái phần mép phía dưới môi cũng là một cái phần mà chúng ta sẽ thấy tối, đúng không ạ? Cuối cùng là chúng ta sẽ tô cho cái phần cổ nhé. Cái phần cổ là nguyên một cái phần đầu nó che đi, chính vậy thì nó sẽ là cái phần mà thường các bạn sẽ tô tối vào đây thì lúc nào nó cũng sẽ đúng nha. Rồi, chúng ta sẽ tô tất cả những cái vị trí và chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ lõm nha. Rồi, ở đây thì Lim Jim sẽ để cái tốc độ bình thường và chúng ta sẽ cùng thực hành theo, thì chắc là các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sử dụng một cái màu đậm hơn nha. Chúng ta tẩy đi một chút. Rồi, chúng ta bên cạnh mà chúng ta vị trí nào vẽ sai chúng ta có thể hoàn toàn lấy tẩy và chúng ta sẽ vẽ lại nhá. Rồi, thay vì chúng ta sử dụng cái phím Ctrl Z, đó là một cái phím khá là nguy hiểm và nó không mang cái tính thực dụng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sử dụng cái, bắt đầu sử dụng cái tông màu đậm hơn một chút.
ta sẽ tô cho những cái vị trí mà các bạn thấy rằng là nó có độ lõm cao hơn nha. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng màu đầu tiên cho những cái bộ phận mà có độ lõm cơ bản, đúng không ạ? Tất cả những cái bộ phận có độ lõm thì chúng ta đều sử dụng cái màu đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu đậm hơn chỉ cho những cái vị trí mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đậm hơn một chút. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhớ cái nguyên tắc như vậy để lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cái màu đậm nhất cho những cái vị trí bị che khuất và gần như là không có nhận được cái ánh sáng từ môi trường, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì Linh sử dụng để tô cho hai bên má là những vị trí mà nó có nhận được những ánh sáng, tuy nhiên thì nó không cao. Ngoài ra thì phần dưới hai cái hốc mắt này ấy, thì đều bị cái phần lông mày che đi một phần, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ tối. Ngoài ra thì hai phần cánh mũi cũng là một cái phần mà sẽ tô ở đây nha. Phần cánh mũi này thì thực sự không phải là một cái phần lõm lớn, tuy nhiên vì nó nằm cạnh một cái thân, cái sống mũi khá là cao, chính vì vậy thì nó giống như là một cái phần thung lũng giữa của một cái ngọn núi vậy. Chính vậy thì nó sẽ phải nhường ánh sáng cho cái phần mũi, phần thân mũi nha. Rồi. Rồi cái phần khóe mũi này chúng ta cũng sẽ cần phải tô, và phần phía dưới của môi nha. Rồi các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta vẽ lên thì chúng ta bắt đầu sẽ thấy rằng là khối của nhân vật đã xuất hiện rồi này. Các bạn thấy chưa? Rồi, khối của nhân vật sẽ xuất hiện rõ hơn. Và chúng ta càng tô nhiều cái sắc tố, càng nhiều màu thì cái khối này sẽ rõ ràng hơn. Và một cái nữa đó là khi chúng ta sử dụng càng nhiều màu thì cái nhân vật chúng ta sẽ càng góc cạnh hơn, nó sẽ trông nó sẽ càng dữ tợn và nó sao nhỉ, nó sẽ già cái nhân vật chúng ta đi nhá. Thì chính vì vậy thì nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi nếu mà các bạn kiểm soát tốt, đúng không ạ? Nhưng trong cái phạm vi của bài học ngày hôm nay, cái mà chúng ta muốn thực hành đó chính là cái phần đậm nhạt và cái phần gọi là face blending ấy. Sau này các bạn sẽ pha màu và chúng ta sẽ thấy rằng nó hiệu quả rất là nhiều nếu các bạn nắm được cái phần này, đúng không ạ? Chính vậy thì chúng ta sẽ không quan tâm đến cái độ đậm nhạt ảnh hưởng đến tuổi tác của người đàn ông này hay không, đúng không ạ? Cái đó thì chúng ta chưa cần quan tâm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạo một cái layer mới và sử dụng cái màu đậm nhất cho những cái phần lõm nhất trên gương mặt của nhân vật nha. Ta sẽ có thể sử dụng cái màu này, nó sẽ đậm hơn một chút để sẽ nhận ra cái độ lõm này nó cao hơn, đúng không ạ? Các bạn lưu ý rằng là càng đậm thì là càng lõm nha. Có thể trong cái quá trình mà Lim Jim dạy cái bài này sẽ một số chỗ Lim Jim sẽ bị nói ngược hay nói nhầm gì đó, thì các bạn sẽ ghi chú rằng là càng lõm, càng nhận được ít ánh sáng thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ càng đậm, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ chỉ nhớ cái nguyên tắc đó và hãy nhớ nó một cách logic theo tự nhiên thì các bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉ tô cho những cái vị trí mà nó sẽ lõm lớn nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là phần dưới phần mũi này, hoặc là phần hai cái lỗ mũi, chính là cái phần mà gần như là không bao giờ nhận được ánh sáng, trừ những cái người châu Âu có cái mũi hếch, mũi cao thì có thể sẽ có, đúng không ạ? Đấy chính là cái phần phân biệt giữa những cái bộ phận, những cái tộc người trên thế giới khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tô vào phần hai bên tai này, hai bên thân mũi một chút. Ngoài ra thì hai bên phần thái dương cũng sẽ nhận được ít ánh sáng nhất nếu ánh sáng chiếu thẳng, các bạn sẽ thấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tô như vậy. Thì các bạn sẽ thấy rằng một cái nguyên tắc nữa nhé, đó là cái phần màu nhạt nhất ấy, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái tiết diện lớn nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ tô những cái màu đậm hơn và những cái tiết diện nhỏ hơn, đúng không ạ? Cái nguyên tắc này sẽ không bị làm ngược nha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ đảm bảo cái độ tự nhiên của chúng ta. Và trên thực tế là cái ánh sáng chiếu thì nó sẽ không chuyển từ sáng sang tối hoàn toàn, mà nó sẽ chuyển thành một cái dải, đúng không ạ? Các dải màu tự nhiên từ sáng cho đến nhạt dần, và cuối cùng mới là đến tối, đúng không ạ?
thì các bạn sẽ thấy rằng đó cũng là một cái nguyên tắc. Người ta sẽ thấy rằng bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái độ liên tục của cái ánh sáng từ cái vị trí màu gốc, sau đó thì sẽ trải dài là những cái màu khác, đúng không? Cho đến khi chúng ta đạt được cái màu tối, vùng tối nhất, đúng không? Thì đấy chính là một cái nguyên tắc nha. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng cái sử dụng cái nguyên tắc đó để áp dụng cho những cái màu ở đây, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ làm ngược lại một chút. Chúng ta sẽ thử tô những cái phần sáng của nhân vật nha. Rồi, chúng ta sẽ có thể bổ sung thêm một chút cái phần phần màu nhạt vào đây. Sau đó các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái màu này nhạt hơn một chút. Nếu chúng ta sử dụng màu trắng như này thì nó khá là bị vênh. Như vậy chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến là chúng ta sẽ sử dụng một cái màu nhạt hơn, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy rằng cái tiết diện của cái màu nhạt này nó sẽ là lớn nhất. Rồi, thì đối với cái nguyên tắc này thì Lim Dinh nghĩ rằng là nó không có gì khó hiểu cả, và nó tóm gọn chỉ trong vài câu nói thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian, và có thể các bạn sẽ không đạt được cái kết quả tốt ngay từ lần đầu tiên đâu. Thì các bạn có thể xem đi xem lại cái video này vài lần, và chúng ta sẽ thực hành với cái gương mặt của cô gái phía bên phải nhé. Thì chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả ở cái lần thử thứ 2, thứ 3 của các bạn, đúng không ạ? Rồi, cái phần cuối cùng mà chúng ta sẽ thực hành trong ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một cái màu trắng nhá, để chúng ta sẽ thể hiện một cái phần ngược lại, đúng không? Chúng ta sẽ thể hiện nhiều những phần lõm rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thể hiện một cái phần đó là phần lồi của nhân vật, đúng không? Thì chúng ta sẽ biết rằng là nó sẽ có một số những bộ phận lồi như là phần trán này, phần hai bên cái gò má chúng ta, và cái phần cằm chúng ta là những phần nhận được nhiều ánh sáng nhất, đúng không? Chúng ta sẽ bổ sung thêm, có thể không, chúng ta sẽ bổ sung cái layer này vào, chúng ta sẽ giúp phân biệt cái phần sáng tối và cái phần khối của nhân vật này nó sẽ càng lộ rõ hơn và càng nổi hơn, đúng không? Và trên đây chính là những cái cách tiếp cận mà Lim Dinh nghĩ rằng nó khá là dễ hiểu, và Lim Dinh cũng cố gắng giải thích một cái cách rất là trực quan nhất có thể để các bạn có thể sử dụng cái nguyên tắc này phát triển những cái nhân vật cho các bạn trong tương lai. Và từ đây thì các bạn có thể tự tin sử dụng cái kỹ thuật này để phát triển những cái nhân vật từ 2D và làm cho nó có thể nổi bật hơn, giống như một nhân vật có cái độ sáng tối, đúng không ạ, mà không phải sử dụng đến những cái reference là những cái bức tranh tham khảo nữa, đúng không ạ? Thì trước mắt là các bạn sẽ nhận được cái file chia sẻ về cái sketch này trong khoảng 2 đến 3 ngày từ khi cái video được update, và trong phần description nha, các bạn có thể tìm ở đó. Sau đó thì các bạn sẽ cố gắng thực hành đối với cái phần gương mặt của cô gái phía bên phải trước. Sau khi các bạn thực hành xong phần này thì Lim Dinh nghĩ rằng xem lại cái video này 2 đến 3 lần nữa thì nó sẽ giúp cho các bạn nắm sâu hơn về cái nguyên tắc, và chúng ta có thể tự tin để tiến hành cái gương mặt, bất cứ gương mặt nào trong tương lai, đúng không ạ? Lim Dinh hy vọng rằng cái video này đã cung cấp cho các bạn một cái phần nào đó, cái giải pháp, một cái cách trực quan, cái tiếp cận dễ dàng để cho các bạn có thể hình dung được cái phần khối của nhân vật, đặc biệt là phần đầu của chúng ta, đúng không ạ? Và trước khi các bạn rời màn hình khỏi cái video này thì các bạn xin vui lòng bớt chút thời gian ấn like, share cho những cái người cần những cái video như này, và hãy subscribe nếu là người mới trên kênh của Lim Dinh. Lim Dinh xin chân thành cảm ơn tất cả những cái đóng góp ý kiến, đặc biệt là phần comment ở phía dưới, và cảm ơn những thành viên của Lim Dinh đã liên tục ủng hộ và giúp cho cái kênh của Lim Dinh phát triển đến cái thời điểm hiện tại. Chúc các bạn thành công trên cái con đường mà các bạn lựa chọn, và hẹn gặp các bạn trong một cái video mới nhất. Xin cảm ơn ạ.